Mình xin gửi lời chào đến tất cả các anh chị và các bạn nha. Thì ở Mỹ này coi như đã chính thức bước vào là mùa đông rồi nha. Thì ở những cái tiểu bang mà hàng năm mà có tuyết rơi đó, như ở vùng đông bắc nước Mỹ nè, vùng tây bắc cũng như là vùng trung tây, thì mấy ngày hôm nay đó, tuyết rơi là cũng đã nhiều rồi. Mà vô cái mùa tuyết rơi đó, sống ở mấy tiểu bang đó thì nó cũng hơi mệt. Thứ nhất là cái lạnh, thứ hai nữa tuyết rơi nhiều quá đó, rồi mình đi đứng cũng hơi khó khăn, đặc biệt là những người khi mà mới định cư ở Mỹ đó, thì như vậy cái tuyết rơi đó, đường nó trơn trượt, nó ướt, nó dễ xảy ra là cái tai nạn lắm. Chỉ có những người mà sống nhiều năm đó, gọi là nó có cái kinh nghiệm với lái xe của tuyết rơi đó, thì là nó đỡ hơn, chứ người mà mới qua thì hơi cực. Bây giờ cũng như cái tiết rơi như vậy đó, thì thông thường ở những cái vùng ở phía Bắc á, tháng 12 nè, tháng 1, tháng 2, tháng 3, thậm chí có những tiểu bang đến tháng 4 luôn mà tiết cũng vẫn là còn rơi nữa. Thì cho nên vậy cái mùa đông á, ở những cái vùng lạnh á, có thể là gọi là kéo dài tới cả 4 tháng, hơn 4 tháng. Cho nên điều này thì đối với người Việt Nam mình, khi mới đến Mỹ mà để định cư đó, có những người thì gọi là định cư vào những tiểu bang đó, những cái vùng đó đó, thì như vậy đó thì nói chung là sợ than. Còn nếu như mình định cư mà ở như ở bên California, ở Texas, cũng như ở vùng đông nam nước Mỹ, ở đây ở Georgia, ở Alabama, ở Florida, thì nó đỡ hơn rất là nhiều. Ở đây thì như ở mình ở đây thỉnh thoảng thôi nha, nhiều khi 2-3 năm mới có một lần nó bị ảnh hưởng thời tiết. Thời tiết nó cũng có rơi mà nó rơi nhẹ thôi, ít thôi. Hiện tại năm nay đó thì mình cũng chưa biết được là có hay là không nữa. Thì như vậy đó, thì mình đôi khi ở Việt Nam đó, mình có nghe là nhiều người đó, nhất là những người mà lớn tuổi đó, đi qua đây đi du lịch chơi, thăm con cái, thăm người thân, cũng như có một số người thì mới đi định cư được 2-3 năm trở về. Thì thông thường thì mình nghe là có những người nói cuộc sống ở Mỹ rất là tốt, rất là vui, nhưng mà bên cạnh nó cũng có một số người thì coi như là cũng là sợ ở Mỹ, không muốn ở Mỹ nữa. Đó thì cái vui đó thì sống được ở những cái tiểu bang mà có thời tiết đẹp, có đông người Việt Nam mình. Ví dụ như ở bên California đi, với ở bên Texas, thì người Việt Nam mình quá đông. Thì cái mùa Tết sắp tới nè, năm nào cũng vậy nha, thì mùa Tết vui lắm, vui cũng như y bên Việt Nam mình vậy đó. Nếu như sống ở gần đó đó thì nó có cái không khí nó vui, nó không buồn. Thấy coi như là cái cuộc sống ở Mỹ đó thì nhiều người gọi là thích. Còn mà những người mà hay than lắm, mà nói là sợ, không muốn định cư ở Mỹ nữa đó, muốn về Việt Nam luôn đó, đó là nhiều khi qua đây con cái hay người thân đó sống ở những tiểu bang có cái thời tiết nó gọi là nó không tốt, nó quá lạnh vào mùa đông, mà qua đây như vậy đó thì thông thường đó, lớn tuổi mà trên 60 rồi, thứ nhất là không quen thời tiết, thứ hai nữa cái tuổi đó thì bây giờ qua đây đó kiếm việc làm thì nó cũng khó. Thì đôi khi coi như là chỉ nằm ở trong nhà thôi, mùa đông vậy nằm chịu trận cả 4-5 tháng. Mà ở đây đó mùa đông nằm ở trong nhà cũng khổ nữa nha. Tại trong nhà mình phải mở cái máy hít, máy sưởi á. Đôi khi ở trong nhà nhiều tháng quá đó, là cái da mình, có nhiều người da mặt da tay nó cũng là bị hư nữa. Đó cũng là cái nỗi khổ của rất là nhiều người nha. Nó thì qua Mỹ này mà trúng những cái tiểu bang như vậy đó, rồi nằm ở nhà thôi, nó như vậy đó thì coi như sợ ở nước Mỹ luôn, coi như là chỉ là muốn về thôi. Nhất là đặc biệt là những mùa mà như mùa hè, rồi năm nay là chuẩn bị Tết tới nè, nó thì người này người kia chuẩn bị đi về ở bên Việt Nam mình thăm gia đình ăn Tết này kia. Còn những người mà mới sang mới qua đó thì cái điều kiện đi về chưa có đó, cái mùa đông nó ập tới nữa đó, coi như mùa này thì rất là buồn, nhớ quê. Tại vì cái tuổi trẻ mà tuổi trẻ ở tuổi 20-30-40 á, thì qua đây á, tiểu bang nào sống cũng được hết á. Rồi qua đây rồi lái xe, rồi có công ăn việc làm, hay đi học á,
thì coi như là nó vui rồi. Còn lớn tuổi mà, tuổi 60 đó thì qua đây đó thì cũng có người thì cũng kiếm được việc làm, mà cũng có người không. Cũng như 64, 65, 66 rồi mà sống ở những vùng thôn quê rồi những tiểu bang mà lạnh giá nó hơi vắng vẻ đó. Thì vậy để tìm kiếm việc làm đó nó càng khó hơn nữa. Thì cho nên chỉ đành nằm ở nhà đây. Thông thường mà lớn tuổi quá đó qua đây á, con cái và bảo lãnh qua đó thì chủ yếu là giống như để phụ giúp giữ cháu nội giữ cháu ngoại thôi. À, thì cho nó đó là cho nên mình thấy thì nó có hai cái ý kiến, thì cũng có người thì nói thích, có người nói là không thích. Chứ còn về cuộc sống ở đây thấy nó bình yên nè, nó tốt lắm. Đối với người lớn tuổi, cái không khí rồi cái môi trường nó không có ồn ào. Nói chung bây về cái sức khỏe đó thì ở đây là tốt, nhưng mà có cái buồn thôi. Thì lớn tuổi ở nhiều khi ở Việt Nam mình đã sống tới cả 60, 60 mấy tuổi, nó đã quen với cái đời sống náo nhiệt ở bên Việt Nam rồi. Qua đây con cái nó thay đổi hết các thứ, chòm sớm thì cũng không có nói chuyện được với ai. Sáng ra con cái thì nó đi làm hết trơn rồi, chỉ nằm ở nhà thôi. Đó là một cái buồn này đó thì có người đó thì cố gắng vượt qua được, mà cũng có người đó thì gọi là vượt qua không được. Mình thấy thì bây giờ á cũng có một số người ha, thì khi đi qua đây thì con cái còn lại ở bên Việt Nam, thì những người đó mình thấy thì cái cuộc sống của người ta là cảm thấy người ta thích hơn. Có thể ở khoảng thời gian lạnh về ở bên Việt Nam cũng có nhà có cửa để ở, rồi tới cái mùa hè nó thì qua đây phụ với con cái ở là bên đây, coi như là chạy qua chạy lại đó. Chứ còn có những người đó thì đôi khi con cái ở Mỹ hết trơn rồi, nhưng mà giờ muốn về Việt Nam thì về cũng hơi khó, cũng không có bà con, cũng không có anh em gì nhiều nó, thì cho nên nhiều khi muốn đi thì đi cũng không được. Nhưng mà ở bên đây đó thì Tết tới thì nhiều khi rồi nó cũng buồn, thấy mọi người rồi về Việt Nam ăn Tết rồi đi chơi rồi các thứ nhân dân cũng muốn đi mà đi không được. Thì ở đây cái cuộc sống ở Mỹ này á, mùa hè cũng như mùa đông nó cũng giống nhau thôi. Thì ai mà có việc làm á thì đi làm hết, còn ai mà không có đi làm hoặc là đi làm về thì chỉ ở trong nhà thôi. Mà vô mùa lạnh này á thì chuyện tình trạng mà đi ra sân rồi để làm vườn hay là quét dọn này kia thì rất là ít. Có thể là buổi trưa nắng ấm lên chút xíu hoặc là buổi chiều thôi, thông thường đó. Buổi sáng này nè, nhà ai nấy ở, ở nhà pha cà phê rồi ăn uống sáng này kia ở trong nhà vậy thôi à. Mình muốn đi ăn đồ Việt Nam, đi ăn đồ Mỹ hay là đi ăn đồ của các nước khác cũng vậy, mình phải tới một cái khu mua bán, đi ra những cái con đường lớn hoặc là ở cây xăng. Chứ còn cái khu nhà mình ở chỉ là khu nhà mình ở thôi nha. Nếu như mình định cư gần những khu đó thì mình chạy ra nó gần. Chứ còn nếu mà định cư xa đó thì đôi khi phải chạy cả 5 phút, 7 phút. Cuộc sống ở Mỹ nó là vậy, thấy không? Chứ không phải mua bán quán xá vừa mà mở ra mọi lúc mọi nơi nha. Cái này ở Mỹ không có đâu. Tối hôm qua mưa, với ngày hôm nay cũng sẽ mưa nữa. Nên mùa này bắt đầu cây nó... lá nó rụng là hầu như là gần hết rồi, 90% rồi đó, chỉ còn một số ít thôi. Thì ở bên này theo như mình được biết đó, có một số người đi làm cái công việc gọi là đi làm hãng xưởng đó, đến cái tuổi hưu rồi nhưng mà người ta không có chịu nghỉ hưu, cũng vẫn xin hãng tiếp tục. Nếu cái hãng nó cho mình đi làm vẫn tiếp tục đi làm thêm, hoặc là đi tìm kiếm thêm những cái công việc gì đó, đi làm chơi một ngày, đi làm vài tiếng thôi. Chứ ở Mỹ này ở nhà chịu không nổi. Người lớn tuổi cũng như người trẻ nữa, ở nhà thì rất là buồn nha. Nếu như mà tuổi gọi là ngoài 60 qua đây thì đối với người đàn ông
thì mình còn học để lấy được cái bằng lái xe. Thì cái công việc chính mình thấy thường thì đưa cháu nội cháu ngoại đi học, sáng đưa đi, trưa chiều rước về, thì chỉ là vậy thôi. Chứ còn nói để cầm cái xe chạy ra đường thì cũng không biết chạy đi đâu. Ở gần khu người Việt thì đi chợ, đi uống cà phê, hoặc là đi chùa, đi nhà thờ, nó cũng là một cái niềm vui. Chứ còn mình ở những thành phố nhỏ thì như vậy cũng chỉ ở nhà mà thôi. Nên cuộc sống ở Mỹ đó thì nó cũng còn tùy thuộc vào là mỗi người, nơi mình định cư là ở nơi nào, thì nó có cái sự gọi là buồn vui là nó khác nhau. Mình cũng xin tạm dừng video chia sẻ ngày hôm nay lại ở đây. Xin cảm ơn hết tất cả các anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi nha. Xin hẹn gặp lại ở những video kế tiếp nữa.